Vâng, xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Thì xe đạp Nhật bãi thì từ trước đến nay đã là khẳng định được cái chất lượng của đất nước Nhật Bản bởi cái sự bền bỉ và cái sự ổn định chất lượng và ít hỏng vặt của nó, là nên là được rất là nhiều người ở Việt Nam tin tưởng và lựa chọn để làm sử dụng làm cái phương tiện di chuyển hàng ngày của mình. Nhưng có một cái số sản phẩm thì giá thành nó chưa được cao lắm, và trong cái mùa hè năm nay thì xe đạp Hải Phòng chưa được thấp lắm, vẫn còn khá là cao. Thì trong cái mùa hè năm nay thì xe đạp Hải Phòng đang tiến hành nhập về một cái số sản phẩm mà giá khoảng từ 3 cho đến 4 triệu đồng để phục vụ các cái quý khách mà yêu thích xe đạp Nhật Bản, nhưng mà chỉ xác định đầu tư tầm tiền như vậy để sở hữu xe đạp Nhật Bản mà thôi. Thì trong mùa hè năm nay thì xe đạp Hải Phòng có nhập vào khoảng gần 40 chiếc xe đạp thể thao giá rẻ từ 3 cho đến 4 triệu để phục vụ các quý khách. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đảo camera để quý vị trải nghiệm chiếc xe đầu tiên trong cái lô xe giá rẻ này, để quý vị có thể nắm sơ qua được cấu tạo của một chiếc xe mà từ 3 đến 4 triệu xe đạp Nhật Bản thì nó gồm những cái gì. Vâng, và như trong khung hình đây thì quý vị có thể thấy là chiếc xe đạp của Touring đã qua sử dụng tại Nhật và được xe đạp Hải Phòng nhập về của chúng ta ở dưới đây. Thì tại sao mà cái giá xe nó lại rẻ hơn những cái xe khác, ví dụ như toàn 5, 6 triệu, 7 triệu mà xe này chỉ có 3 triệu 6. Xe này chỉ có 3 triệu 6 thôi. Tại sao lại thế? Rõ ràng là phụ tùng vẫn bằng nhôm hết, ghi đông bằng nhôm, khung bằng nhôm luôn. Khung bằng nhôm. Các bạn nhá. Hầu như là xe đạp mà bán tại xe đạp Hải Phòng này giá có rẻ đi chăng nữa thì đều vẫn là khung bằng nhôm. Khung nhôm hết. Đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Đấy. Đồ Shimano hết luôn. Giá xe này 3 triệu 6. Đấy, nhưng mà chiếc xe là chỉ được trang bị một đĩa thôi. Các bạn nhìn thấy nào. Xe chỉ được trang bị có một đĩa. Thế đồng nghĩa với việc là xe đằng trước này là một đĩa này, và đằng sau là 6 lít. Thì cho ra xe là có 6 tốc độ khác nhau. Thì với mà điều kiện, với cái nhu cầu sử dụng, quý vị mà không cần chuyển tốc độ nhiều, chỉ cần đi thong dong ở phố, đi lại bình thường, chỉ cần có một cái chiếc xe gọi là không ít hỏng vặt và di chuyển dễ dàng, thì với cái nhu cầu đơn giản ít như vậy thì những cái chiếc xe này hoàn toàn phù hợp. Giá 3 triệu 6 là hoàn toàn phù hợp. Còn quý vị muốn là cấu hình cao cấp hơn, chuyển số mượt mà hơn, hoặc là nhiều tốc độ hơn, thì giá thành từ 5 đến 6 triệu, 7 triệu thì có thể đáp ứng được cho quý vị. Nên là xe đạp Hải Phòng.com xin nhắc lại lần nữa là không phải xe giá rẻ thì chất lượng tốt không tốt bằng xe cao tiền, mà chẳng qua là cái tốc độ của nó ít hơn, nó chỉ có trang bị một đĩa một tầng, tức là không thay đổi được đĩa đằng tốc độ của đĩa đằng trước, mà chỉ được thay đổi 6 cái lít của đằng sau thôi, nên là xe chỉ có 6 lít, 6 tốc độ mà thôi. Chứ còn chất lượng thì đã sử dụng tại Nhật Bản thì hầu như cái độ bền của nó là tương 1:9:10, cũng không phải là ít tiền mà kém chất lượng cả. Thì đánh giá sơ qua về cái chiếc xe 3 triệu 6 này thì toàn bộ sơn xe là màu đen. Sơn xe màu đen rất là còn mới, chỉ có xước một vài chỗ nhỏ nhỏ như này. Đó. Đằng trước thì xe được trang bị một cái đùm gọi là cái Mayer phát điện. Cái Mayer phát điện. Và bánh là bánh 700C. Đấy, xe có đi kèm luôn một cái bộ đôi chắn bùn đằng trước sau nguyên của xe luôn. Đằng trước là trang bị đĩa một tầng, đằng sau là líp vặn Shimano 6 tầng, cho ra xe có 6 tốc độ khác nhau. Dưới chúng ta là có bộ chuyển động Shimano
Shimano này là bộ chuyển động gọi là hàng cơ bản của Shimano, chất lượng là ổn trong tầm giá. Và Meyer của chúng ta là Meyer thép bánh 700, quả lốp thì quả lốp 38, 35 gì đó, rất là to, sau có chắn bùn luôn, yên còn khá là đẹp. Chúng ta tiến hành nhìn sang bên này. Về cơ bản thì sơn của chiếc xe thì không có xước nhiều, rất là mới, khung là khung nhôm, khung nhôm. Vâng, xin cảm ơn anh Phạm Bình Điệp. Đấy, đằng trước là có trang bị đùm Meyer phát năng lượng. Chúng ta lên đến ghi đông của chiếc xe. Ghi đông của chiếc xe là ghi đông bằng, tay cầm còn khá là mới. Thì như các bạn biết là cái cái xe này chỉ có một đĩa thôi, nên là bên tay trái là không có chuyển tốc độ của đĩa, mà chỉ có bên tay phải là có chuyển tốc độ của lip. Là chúng ta đây chúng ta có 7 tốc độ. Xin lỗi với các bạn, là đây là cái lip 7 tốc độ. Chúng ta có tay vặn 7 tốc độ và chuyển số bằng cách vặn. Thì lip đằng sau sẽ chuyển tốc độ cho chúng ta. Ghi đông là ghi đông nhôm và hình dạng thẳng, rất là dễ cầm. Và giá của chiếc xe này là 3.600.000. Thì quý vị quan tâm đến chiếc xe mà muốn sở hữu chiếc xe này để mà nhu cầu đạp sơ trong phố, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943 để biết được cái quà tặng đi kèm khi mà mua chiếc xe và chế độ bảo hành khi mà mua xe tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn có khoảng trên dưới 30 chiếc xe đạp giá rẻ khoảng từ 3 cho đến 4 triệu với các nhãn hiệu như là Precision, Panasonic, Maxtech. Thì trong những video sau thì mình sẽ tiến hành review từng chiếc xe một. Còn rất là nhiều đây, mình vừa về đây thì mới xếp gọn vào đây thôi, chưa có review được. Còn trong này rất là nhiều. Rồi thương hiệu là Chevrolet, Chevrolet Precision, rồi Graphite, rất là nhiều. Và một nhà xe luôn. Thì các bạn hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng.com và chọn chế độ xem trước bạn thân. Còn trên YouTube thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh để xem những cái video mới nhất mà khi chúng tôi up lên YouTube. Và bây giờ thì mình cũng đã gần như là hoàn thành xong cái video đánh giá xe đạp thể thao giá rẻ đến từ Nhật Bản, đã qua sử dụng tại Nhật Bản và được xe đạp Hải Phòng.com nhập về. Và trong những video tới thì cửa hàng nó sẽ tiếp tục làm những cái video mà đánh giá những cái xe đạp mà giá trung bình từ khoảng từ 3 cho đến 4 triệu mà mới về đến cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com. Và xin hẹn gặp lại các quý vị trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt. Xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của em ở trên Facebook. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các anh chị.